Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 5 tây tháng 11 năm 2019 nha anh em. Em có lễ dừng kiển của anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng. Rồi, chào anh em của anh Vũ ơi. Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình lên chương trình sao anh ơi? Hôm nay lên 5 phôi mai vàng bonsai hả anh? 5 phôi mai vàng bonsai không? Rồi, anh em nào có yêu thích cây nào thì hơi chọn mã số với liên hệ số 0907914218 của anh Vũ. Anh em có yêu quý kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rồi, đây là cây anh Vũ phát làm từ cây số 1 tới cây số 5 cho anh em nha. Rồi, rồi sơ lược ha, trong đó có 5 phôi. Lùng lực có, lùng lực có, lùng lực chật có, đủ các loại phôi lum cho anh em nha. Anh em nào có yêu quý cây nào thì chọn mã số, cứ liên hệ với anh Vũ trực tiếp nha. Rồi, bắt đầu làm cây số 1 đi anh Vũ ơi. Đây là cây số 1 nha, đầu tiên. Rồi, số 1 đầu tiên quay đi anh. Thăng lắc ha. Mình có cây thì mình có đặc điểm gì cứ báo cho khách nha anh. Cái này thì chơi bonsai quái, chú quái quái cây. Rồi. Cái này chơi cây quái được, nên chậu chơi cây quái được. Gì đó ha. Để cho mấy anh em mới tập chơi ghép rồi đó. Gì đó ha anh Vũ. Rồi, đã rõ. Thông số đi anh. Đập luôn anh Vũ. Rồi. 24 quanh. Quanh thăng 24. Cao tới mặt bầu 60. Chiều cao từ mặt bầu lên là 60. Rồi, cây mã số 1 này mở màn chiến dịch giá sao anh Vũ ơi? 600k. Cây mã số 1 giá 600k nha anh em. Rồi anh em có ân thì cứ liên hệ với anh Vũ là số 0907914218 mình gặp trực tiếp anh Vũ ha. Rồi, đổi phôi. Đá quá trời dễ chơi rồi. Dạ quá trời dễ chơi. Trong nước nha anh em. Rồi, số 2 này trong nước, quái dị cà na nha anh em. Rồi. Quay đi. Châu nước. Châu nước nha anh em. Chơi bonsai đẹp lắm. Nhìn chỉ thấy nhìn bên đây gan như người ta đứng không? 2-3 giờ gan. Yeah. Quái anh Vũ. Rồi, ok, đã rõ mình cho thông số lên Vũ. Quanh 22 quanh. Quanh thăng 22. Cao 31. Cao 31. Rồi, cây mã số 2 này giá sao anh Vũ ơi? 500k. Cây mã số 2 có giá 500k nha anh em. Cây mã số 2 giá 500k. Cứ liên hệ với anh Vũ nha. Rồi, đã rõ. Số 3. Ôi, số 3 hay đế đẹp quá anh Vũ. Để cứng hả? Để cứng luôn hả? Ăn cũng lắc lượng nha. Nó cũng có cái hiện tượng là xù nha anh em. Vậy đó ha anh Vũ. Đâu đâu, chỉ cho anh em thấy đi. Nè không? Rồi, hiện tượng xù đó nha anh em. Lên chân rồi 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 quay đi cái này tại cái bàn nó hơi nghiêng hả anh Vũ? Bàn hơi nghiêng nha anh em. Tại đây là dòng đá tròn này, anh em muốn chọn kiểu nào mà chẳng được. Đúng rồi, lạc đâu lạc ha. Rồi, đã rõ. Hoành đế tổng, chiều cao đi anh. Hoành eo đi. 31. Hoành thăng là 31. Hoành đế tổng. Hoành đế tổng 120, chiều cao anh. Chiều cao là 62. Chiều cao 62, rồi. Cây mã số 3 này giá sao anh Vũ ơi? Cây này có giá 1,3 triệu. Cây mã số 3 có giá là 1,3 triệu nha anh em. Quá dễ chơi rồi. Quá dễ chơi cho một đam mê. Dễ cứng ha. Cứng đế mà có xù hơi nữa chứ. Vậy đó ha. 1,3 triệu dễ chơi, bảo ship cho anh em luôn. Đó. Rồi, rõ chưa? Rồi, đã rõ.
Ồ, số 4 này để dữ vậy anh Vũ. Này giờ đế đế cũ mà đã rồi. Đã rồi, hết phom cây nè. Mặt đế này gỡ sát sát cho em coi đế nó phải như vậy không, là đế lót có gì Ok. thú nữa không. Này Ok, đế ok. này, đế này đế thú nữa Vậy đó ha. Để bỏ gói không anh? nè. Ờ quay đi, cứ quay, cứ quay đi. Không, hoành đế nó bự lắm không, để cho anh em thay sư thấy Vậy đó coi ha. giờ đế lực không. Vậy đế bà chào bá thằng ta bớ không dám nữa Hay anh Vũ. Rồi, quay đi anh. cái này giá mắc lượng, cái này chơi ác lắm rồi. Cây này thấy trong cái ruột nó đặt luôn đó anh Vũ. Thì đặt à, Đặt kẹo cho ha. đế nó Rồi sao vậy anh để em thấy nè không, nó quay cứng, quay quay cho anh em coi trong cái gương. nó cứng đế trên cây, đế cứng hết. Nó còn một loại vàng đế trong đó mình làm nhiêu đó anh em nhìn sơ hiểu, sơ bảo nhiêu là hiểu rồi. Sơn rồi bao nhiêu là hiểu ha. Thằng nó lắc dáng kiện rất đẹp nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê. Đúng rồi, vàng không, vàng hết cái cây không. Rồi, thông số anh Vũ ơi. Cho con thua luôn Vũ ơi. Tại vị trí này là 27. Hoành thăng 27. Cao 68. Chiều cao là 68. Nội nội đế. Để nội nha anh em. Quý lắm nha. Đế nôm luôn à. 116. Nồi đế 116. Rồi. Cây có mã số 4 này giá sao Vũ ơi? Cái này giao lưu mấy anh em là 2 triệu 3. 2 triệu 3 mình có hỗ trợ luôn phí ship không anh? 2 triệu 3 hỗ trợ phí ship. Ok. Quá dễ chơi cho một đam mê nè em ơi. Bộ đế này bây giờ thầy bụi cạn cây anh em mà đi kiếm đế này theo mình đứng cây giữa là cũng rất khó tìm nha anh em. đế nôm lên là từ mặt bầu lên 22. Từ mặt bầu lên đế nôm cao 22. Cây có mã số 4 thì nhắc lại là giá nhiêu anh Vũ? 2 triệu 2 triệu 3. 2 triệu 3 hỗ trợ phí ship. Cây mã số 4 2 triệu 3. Rồi, đã rõ. Ồ, số 5 nó bộ bự lắm anh Vũ. Ồ, số 5. Này là cũng cây cuối ngày hôm nay anh em. Cây số 5 cũng là cây của cuối clip ngày hôm nay ngày 5 tây tháng 11 nha anh em. Cái này theo mà mình kêu là sẽ gọi là xù đá đó nha anh em. Rồi, cây là gọi là xù đá ha. Nu nặng hết trơn thấy không? Lên nu nặng anh Vũ. Rồi mình ôm cây cho ta coi anh Vũ cái bự mình ngoài bự nhiều khi khách ta không gành á. Rồi vậy đó ha. Hai tay bóp vậy đó ha anh Vũ. Rồi quay đi anh, quay đi quay đi. Các bạn nó hơi nghiêng không mà anh em nhìn ta tưởng chân được bộ đế này mình muốn trồng sao mình trồng mà dưới cái đọt nó ngay tâm rồi nó đâu có để chọn này muốn trồng sao trồng bẻ đầu bẻ không có chỉ chú ý là nhìn cái đọt nó ngay tâm thì ok. Rồi mình điểm mặt tiền cho anh em thông số lên Vũ. Ok. Bình thăng là 49. 49 là chuẩn ba gram nha anh em. Cao 53. Cao 53. Cái đọt giót 19. Đọt giót 19 nha anh em. Rồi, cây có mã số 5 này giá sao anh Vũ ơi? Cái này 5 triệu rưỡi. Cây mã số 5 giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Hỗ trợ phí ship. Hỗ trợ phí ship toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam mình ha. Bây giờ thử giờ mà cây 49 50 cũng hơi kiếm không hơi hiếm nha anh em. Kiếm hơi khó nha anh em, tranh đua nhau mua hở này mua nó cây. Có thế mình chơi bonsai là hết sảy thôi không? Không có chỉ cần điều hết trơn. Ok đủ. Chỉ cần vô bo là chơi không? Vậy đó ha. Thêm cây có đấy nữa đấy được không nha. Rồi. Đấy giờ đã 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 gõ anh Vũ. Rồi xin nhắc lại số điện thoại mình anh Vũ ơi. 0907 0907 914 914 218 218 mình gặp anh Vũ nha anh em. Rồi cái cây số 5 là cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ngày 5 tây tháng 11 ha. Hiệp Chương cũng xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh ha. Rồi hẹn anh em có video mới nhất. Hân ái chào anh em.